Bên đây mình có cái set 24 loại nè, 149.000. Ôi, đẹp lắm luôn á Nguyệt. Có bánh mochi nè anh. Có bánh mochi luôn. Wow, đây có những cái combo gì nè. Ủa, à, đâu đâu chết coi hả? À, lẩu bắp bò, nguyên một cái combo này luôn. À, bên này là có đồ thêm ha. Món thêm nè, 4 con tôm 19.000 nè. Nghêu là 19.000 nè. Rau thêm 15.000 nè. Đó rồi, gà gu gà nè, 25.000. Bỏ qua dùng thịt hả? Súp thịt gà 10.000, rất là ngon luôn, quá trời đã rồi. Bên này có heo quay nữa nè. Này chỉ có 99.000 nè. Cái này là 6 bút phiên hỗn hợp, 6 cái 33.000. 6.500. Rồi đây có cái bánh mì lớn. Cái này là 14.000, 75g nè, rất là ngon luôn. Xúc xích mà có bắp nữa đó Nguyệt. À, chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn trở lại với kênh Cố Thiện nha. Chúc cả nhà một ngày tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Hôm nay thì Thiện với Nguyệt đang ở phía dưới ha. Là siêu thị Go, siêu thị dưới lòng đất ở thành phố Đà Lạt. Thì hôm nay á thì hai đứa sẽ tiếp tục gửi cho quý cô chú những hình ảnh một cái khu gọi là khu ẩm thực. Tức là mình khi mà mình đi Đà Lạt nhưng mà ở ngoài, ví dụ như là cô chú mình sợ gọi là giá cao hoặc là chặt chém ở khu vực trung tâm, thì mình có thể lựa chọn ở siêu thị ở dưới lòng đất này, cũng rất là nhiều món ăn luôn. Bên trong thì không gian cũng rất là rộng rãi và mát mẻ để mình có thể thưởng thức những cái món ăn ở phía dưới này. Bây giờ mình sẽ tiến hẳn vào sâu bên trong nha. Tại vì hôm trước thì hai đứa đã gửi những hình ảnh của trong không gian siêu thị Go rồi. Đây cũng rất là đông nè. Mình vào thì bên trái mình sẽ là hai lên coffee. Ồ. Oh. Hot deal, ủa 201 à? Đâu đấy. Ủa à, cái đó là cái kia phải không? À dạ. Cho em vô xem cái nha. Còn có cái loại ấy không? Ở đây là về đồ về computer mobile nè, loa thiết bị điện tử đâu á. Mình có những cái mic à, cái mic ấy. Mấy cái loa hát kìa đâu kìa nè. Loa Bluetooth cút. Ờ nhìn mê quá hả? Ờ cái loa này rất là cưng luôn. Cái loa này rẻ hơn này, 890. Ờ. Hai mic luôn nè. 990 luôn. 990 nè. Đừng mua mà chả gói nữa. Ở đây là họ loa karaoke này mà đi chơi, đi du lịch, đi phượt là xách theo cái này là hợp lý ha. Anh tối này buồn đúng không? Tổ đúng rồi, thì đó. Mua này đi trả góp. Trả góp đi. Trả góp. Mà ủa ở đây chỗ cửa hàng mình là có dịch vụ trả góp không hay là trả góp là em chỉ trả góp bên robot thôi. À dạ ok chị. Tại vì thẻ hình như là tại tối thiểu 3 triệu nó trả góp hay sao á. Kệ không sao đâu, hơi hơi vang quá vậy. Ủa không có chỉnh được hả? Thì nó vang quá. Rồi rất là dễ thương luôn. Đây có cô cũng đang lựa loa. Dạ con cũng đang coi nè. Mà cái này không có chỉnh được cho luôn. Bộ này 2 triệu rưỡi lận ăn ngon. 2 triệu rưỡi luôn. Cô thích đẹp. Còn to, con thích con gọi cho cô nghe. Nhưng mà mẫu nào con cũng gọi cho cô nghe. Cái đó thì nó 1 mét. À cái đó nó có 1 mét thôi. Nguyệt đang thử cái lò karaoke nè. Thì cái này là để ví dụ hai đứa đi chơi hoặc là đi đấu đó mình mở nhạc hoặc là hát karaoke cho đỡ buồn. Cái này cũng khá là hợp lý ha. Ồ, ở bên trong này đang cũng có chương trình, những cái chương trình khuyến mãi này, siêu giảm giá 49% luôn những cái thiết bị về điện tử
điện thoại, máy tính, bàn phím, rồi đặc biệt đó là loa Bluetooth, loa karaoke, đó, đây có mic rất là cưng. Alo. 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 Một. Alo. Quá trời đông luôn. Ở ngoài thì mưa ha. Ở ngoài thì mưa thì cô chú anh chị mình đi sẽ vào bên trong siêu thị dưới lòng đất này để mua sắm, đi chơi, mà ăn uống. Ừ. Trong này thì nó sẽ hơi hơi nóng một chút, tại vì rất là đông người mà. Ừ, bên chỗ đặt xe để người ta xác nhận vé với lại hỏi mình có trung chuyển hay không để người ta hỗ trợ á. Ồ, quá trời đông luôn. Và đây có những cái gian hàng bán đồ ăn. Bán đồ ăn vặt nè, khoai tây chiên, khoai tây lắc, chả đào, chả táo, mặt răng bơ đó. Và đây có quần áo Anta thể thao, thể dục thể thao giày nè, sale 40% luôn. Tại thì ở trong Go Đà Lạt thì đang gọi là sinh nhật, có nhân cái dịp sinh nhật 26 năm nên sẽ có những cái chương trình là giảm giá rất là sốc luôn. Đây bây giờ mình vô mình mua bánh mì đi. À, bánh mì ở đây rất là ngon mà cũng thấy cũng khá là rẻ, không có quá đắt ha. Ở đây có những cái ổ mì bự rất là lớn luôn. Đây. Bánh mì rất là ngon. Ôi quá trời ngon luôn. Ủa bởi vì có xúc xích trong đó nữa kìa. Bánh mì xúc xích, kẹp xúc xích. Thôi anh không ăn xúc xích. Ở đây có bánh mì trà bông nè. Có 14 ngàn một cái thôi. Trời ơi quá trời ngon luôn Nguyệt. Bánh trà bông kìa. Có 14 ngàn một ổ thôi. Anh ăn trà bông không? Ờ. Hay là anh lạnh như hôm qua là... Này bánh trà bông trứng 18 ngàn nè. Đi anh lấy. Bánh hôm qua đúng không? Ừ. Đó. Đây bánh mì nho đi. Lễ hội bánh mì áp dụng từ ngày 11 tháng 7 cho tới ngày 24 tháng 7. Hả? Lên cái là thấy mà thấy cái cửa hàng bánh mì này ngay luôn. Rất là mê. Đó. Kéo qua. Rồi nhìn đã quá trời luôn, bên đây mình sẽ có bánh mì nho. À một cái cụ cá lóc xoáy ha, 18 ngàn nè. Nho ăn rất là ngon, thì bữa hổm có thử một cái rồi, ăn ngon lắm nên giờ mình sẽ mua nữa. Đây. Ồ. Bữa này có cái bánh gì mà nó giống như không nè. Bánh mì bơ tỏi phô mai này 22 ngàn. Ồ, nhìn cái chi kìa. Ờ, nhìn ngon ha. Ý, em mua để ví dụ như lên xe về mà đói thì ăn không? Đúng rồi. Quầy bánh mì này rất là đông. Xúc xích bên này nè. Đây. Cái này là 14.075g này, rất là ngon luôn. Xúc xích mà có bắp nữa đó Nguyệt. À, có tương ớt nữa kìa. Thả vậy ha, trên có mè luôn. Lấy cái có mè đi. Ở trên này là xúc xích không khói nè, 17.000. Ôi đẹp ghê ha. Nhìn nó đẹp ha. Ở trên là có chả, thịt chả cuộn ốc. Rồi Nguyệt lấy một cái bánh mì xúc xích rồi. Rồi gửi tính tiền luôn. Đây. Một cái là như 18, một cái 14 ngàn. Em ơi cái bánh mì đây bao nhiêu?
phải có những cái bánh mì dài. Quá trời sandwich luôn. Dạ, sandwich nhà 26.000, 17.000. Ở xong là ở trong là có những cái xe kệ bánh mì quá trời luôn. Cái này là 6 muffin hỗn hợp 6 cái 33.000. 6.500. Rồi đây có cái bánh mì lớn rất là to luôn, tròn quay luôn, rất là thơm, rất là ngon luôn. Ở đây có bánh mì rất là dài nữa nè, quá trời luôn. Đi xuống siêu thị này mua đồ rất là nhiều, nhất là nãy giờ là thấy có quầy mà bánh mì là rất là đông, cực kỳ đông rồi đó. Ở đây mình có thêm mấy gì nè, bánh flan nướng nè, su kem này đúng không, flan nướng với lại su kem. Ôi, 21.000. Bánh flan nướng là 9.000 một bánh. Bánh kem thì 96.000. Được nha. Mua đi để tối anh em được không? Được. Từ khu bánh mì là giờ mình sẽ đi thẳng xuống phía dưới này, sẽ có cái khu đồ ăn hot pot rồi luôn nè. Rong biển khô hả? Mà có 75.000 thôi à, 76.000. 100g mà nhìn già nhiều quá vậy ta. Ha. Mà có nọ nọ nó ra. Giờ mình sẽ đi thẳng xuống phía dưới này luôn. Đây, mình sẽ gặp cái chữ là delicious hot pot yummy nè. Đầu tiên thì mình sẽ có những cái phần rà. Wow. Gà dây quay, gà dai quay nguyên con luôn. Là một con này. Một con này chỉ có 99.000 nè. Trời ơi rất là thơm á mọi người ơi. Nhìn nó căng luôn á. Wow. Anh ăn được gà không? Không, hiện tại không ăn được đạm nhiều, rồi với là thịt cá nhiều. Rồi coi cái đùi nè Nguyệt. Rất là ngon luôn, quá trời đã rồi. Bên này có heo quay nữa nè. Heo quay là 26.500 đồng 100g nè. Đùi gà gốc tư nướng là 14.500 nè. Gà quay nguyên con là 99.000. Bên này là đùi tỏi gà sốt phô mai là 18.000. Ngoài ra là mình có thêm cái gà chiên nữa, gà chiên giòn là 18.600 nè, quá trời luôn. Wow. Đây là đồ đã chế biến sẵn hết rồi, cho nên là cô chú qua mua ra là mình dùng rất là tiện. Một cái đùi rất là bự luôn nè, một cái đùi, một cái chi xúc xích. Cái này là 35.000. 35.000 thôi và có cái tương ớt ở trong nữa. À, cái này là no rồi đó. Ồ, bên đây hai cái đùi luôn nè Nguyệt. Bên đây hai cái đùi mà có phô mai, á gì, khoai tây. Nè, lấy cái này ra. Đây. Xúc xích to hay hả? Xúc xích, hai cái đùi, có phô mai là mà có 49.000 thôi. Quá trời, đồ ăn ngon luôn. Giờ cô chú ở ngoài mà sợ gọi là giá cao hay chặt chém thì trung tâm mà, thì mình có thể vào bên khu bên trong này rất là nhiều đồ ăn luôn. Chả tiêu 28.000 nè, 6 miếng luôn. Trứng gà luộc 11.000 thôi. Lấy cho anh một cái. Bỏ vô đây đi. Ồ, khu đồ ăn này rất là nhiều luôn. Còn bên trong này có cái không gian để mà mình ăn luôn nè. Mua và mình ăn bên trong này luôn. Rất là rộng.
À đây có những cái món cơm, mì cơm chiên Diêm Châu. Có những cái món ăn như là thịt kho trứng nè, cải, cá. Đây là có súp cua, súp gà. Súp thịt gà 10.000 thôi. Cũng rẻ không vậy thôi. Cơm trắng 8.000, tức là mình đi mua đồ nhiều ăn đồ ăn hết rồi. Sau đây là mình có cái phần cơm trắng ở đây nè. Đây có đồ ăn không? Nè, đồ ăn ở trong nè. Ở đây có súp, súp thịt gà là có 10.000 thôi. Có chè nữa nè Nguyệt. Chè đậu xanh nè. 10.000. Có cả canh chua luôn nha. Có canh chua luôn, canh chua là 24.000 thôi. Wow, rất là nhiều món luôn. Ragu luôn. Ragu hả? À ragu gà nè, 25.000. Khổ qua dùng thịt hả hay sao? Khổ qua dùng thịt bao nhiêu vậy? 27.000. Mắm chân. Ồ. Cái này là có cà pháo, đậu que rồi à. Rồi gì giá nữa kìa, khổ qua. Hả rồi luôn. Thôi này là có cái gì đây? Chả cá ba sa 21.780 đồng nè, có mì ý là 25.000 nè. Có xôi gà luôn nè. Xôi gà luôn nè, có 28.000 luôn, một cái đùi rất là to luôn. Wow. Cơm sườn nha. Cơm sườn hả? 35.000. Ồ, một set thì có 32.000 thôi, vừa có cơm, có rau, có gà và có canh. À, đây là nóng luôn á cô chú anh chị mình ơi. Đó là đây là đồ nóng luôn ha. Bây giờ mình đói mình chỉ cần mua một phần thôi, có 30.000 thôi. Như vậy là cũng rất là rẻ luôn. Nếu mà mình hả? Bún chả giò 24.000. Gọi gà. Ố vừa gọi gà này mà 27.000. Gỏi bắp cải thịt gà 27.000 hả? Là bự ghê ha. Ồ, rất là to luôn. Quá trời, bên đây có những cái combo salad dầu giấm nữa nè Nguyệt. Có cả bánh chưng đó. Bánh chưng ở Thừa Thiên Huế. Cái bánh này có bánh nhỏ là 27.000. Ồ, bánh lớn nửa ký là 55. Tết đó trời. Tết wow. Thôi cô chú xem lại cái dàn đồ ăn này rất là mê luôn. Bên đây mình có gì đây? Bún gà 28.000. Bún gà 28.000. Wow, quá trời ngon luôn rồi. Bên đây mình có gì ta? Có chả nè, có xúc xích nè, có tôm nè, có thịt. Ồ, hai con tôm luôn. Đây, bún đặc biệt là 49k, bún thái 28k, bún cà, bún gà là 28k luôn. Nước dùng, nước lèo của mình là sôi luôn. Wow, đây có những cái combo gì nè. Ồ, đâu đâu cho anh coi hả? À, lẩu bắp bò nguyên một cái combo này luôn. Ôi thì không, bắp bò quá trời bắp. Quá trời luôn kìa. Rất là nhiều luôn ha, 199.000 nè. Nặng lắm luôn á. Wow, có gân nữa. Ngó sen. Lẩu gà 4 người. Trời ơi. Lẩu gà. Lẩu gà 179.000. Ôi, cái miếng gà nó to ghê á anh. Ồ, rất là to luôn. Ôi, cái này chắc phải 2 kg. Đó. Cái này là mình mua cái lẩu này về là mình ăn mà trốn có 180.000 thôi. À, mình có các bước thanh toán nha. Một á là chọn sản phẩm nè. Bước 2 là mình thanh toán tại quầy thu ngân. Và bước 3 là đưa phiếu tính tiền cho nhân viên để mà nhân viên sẽ gửi những cái sản phẩm này cho mình. Rồi. Có cả lẩu chay luôn nha. Lẩu chay gia đình luôn. Lấy cái phần lẩu chay ra xem coi. Wow. Lẩu chay thì nó chỉ có một cái này thôi hả? Đậu hũ, nấm kim chi, kim châm. Còn cái này là thịt lẩu thái. Lẩu thái thập cẩm 4 người 179.000. Cái này là thịt heo nhà.
À bên này là có đồ thêm ha. Món thêm nè, 4 con tôm 19 ngàn nè. Nghêu là 19 ngàn nè. Rau thêm 15 ngàn nè. Lẩu xét nấm thêm là 19 ngàn nè. Wow. À bánh mì xúc xích ha. Nguyên cái xúc xích bự luôn 17 ngàn. Wow, quẹt gói này nè. À đây có bán sữa đậu nành 10 ngàn ly nữa. Quá trời. Hôm nay là cái thiên đường đồ ăn rồi. Không có khác gì ở ngoài. Ở ngoài thì mình phải tìm quán này quán kia. Còn này vô đây là có đủ luôn. 30 ngàn. Lấy anh cái này đi. Nhìn nó ngon quá à. Có là đầy đủ nhiều loại trái cây lắm, 5-6 loại luôn. Thì thấy là có dưa hấu, thanh long nè, ổi rồi dưa lê, cam. 30 ngàn có muối nữa. Bên đây là những cái set trái cây riêng biệt như là dưa hấu, ổi nè, 20 ngàn, 15 ngàn. Có trà sữa luôn. Nguyễn uống trà sữa không? Không hả? Thì rất thích những cái combo lẩu ở đây nè. Hai người, bốn người mà nhìn rất là ngon luôn, nhìn rất là nhiều. Mà thanh toán tại quầy thương anh là quầy nào? Ở ngoài á. Giờ cũng chiều rồi, hai đứa cũng sẽ ăn chiều luôn. Anh thấy cơm này nóng mà cái đùi gà nó rất là ngon á Nguyệt. Cơm nóng hổi luôn. Nóng hổi luôn. Ồ nó nóng hổi luôn thật. Ủa cô ơi cho con hỏi giờ con thanh toán. Ở phía dưới. Dạ ăn ở đây. À dạ. Dạ em cảm ơn ạ. Giờ em chọn món nào đi rồi xuống dưới mình tính tiền. Chả giò gì cũng ngon ha. Muốn đậu mắm tôm gì anh? Có bún đậu luôn nè. Thôi mà tối lên xe mà. Ờ biết rồi. Ăn bún đậu không ổn lắm đâu. Nhưng mà một set này 29 ngàn nè. À. Chở chả giò nữa. Rất là nhiều món luôn. Đây chả giò. Ăn cơm. Giờ mình ăn cơm ha. Đây giờ có cơm. Có mì ý. Cơm đùi gà thì thấy rất là ngon. À có cái lò vi sóng là để mà mình hâm lại những cái đồ nào lạnh á. Đồ này nóng rồi, khỏi cần hâm. À, ở đây có những cái lò để mà mình hâm nóng lại nè. Thì những cái món mà nó bị lạnh á, nó nguội thì mình muốn ăn nóng thì mình sẽ hâm lại. Ra trước tính tiền. Dạ ở đây à. Cái không gian bên trong này rất là rộng và rất là nhiều món ăn và đồ nóng hết. Hoặc là những cái đồ nào nguội thì mình có thể hâm nóng lại. Có lò vi sóng để mà mình hâm nóng luôn. Thì cô chú anh chị mình khi mà đi chơi ở ngay trung tâm Đà Lạt hay là quảng trường Lâm Viên mà đói bụng thì có thể vào siêu thị dưới lòng đất. Đó là một lựa chọn thì thấy là khá là hợp lý với những cái món mà giá tiền rất là rẻ, rất là vừa túi tiền của mình luôn, không có quá đắt. À, mình có thể thưởng thức những cái món ăn ở trong đây cũng như là đi vào trong đây tham quan và mua sắm. Ồ đây có những cái món về sushi nữa nè. Đấy sushi. Đây có cái bảng giá cho mình luôn. 29 ngàn, 19 ngàn, 39 ngàn. À. Sushi set 22 miếng là 129 ngàn nè. À. Wow, xếp đẹp quá ha. Ủa mà anh thấy không, anh thấy salad nó rất là rẻ. Ờ, có 19 ngàn thôi. Anh nhớ lần trước mình khuyên mãi luôn rồi nha. Là 50 mấy ngàn, 50 mấy ngàn là khuyên mãi. Là 50% là 20 mấy ngàn một phần salad. Ừ. Còn cái này là chỉ có 19 thôi. Salad trứng. Anh ăn salad không? Cũng được. Thế anh ăn nhiều rau quá, anh chọn cà ruột đó. Ừ. Bên đây mình có cái set 24 loại nè, 149 ngàn. Ôi, đẹp lắm luôn á Nguyệt.
có bánh mochi này anh. Có bánh mochi luôn, 3 bánh là 54.000. Wow. Mà cái set này nhìn đẹp quá ha, người ta xếp đẹp ghê luôn. Có 149 thôi đó là cũng thấy là. Ờ nhưng mà rất là nhiều món này, 24 loại. Cái này thì 200. Ừ. Này nó có ba mực. Ờ, cá chù, cá chích gì nha. Cá sống luôn này, cái ngồi nhai đúng không? Cá chích nè. Cá chích nè. 149.000. Ờ. Cái này là mình ăn một set là no luôn, tại biết sao có cơm nữa. Là nó no luôn. Ở đây có lò vi sóng để mà mình hâm hâm đồ lại cho nóng để mình dùng luôn nè. Bỏ vào. À có chứ. Thấy chưa, ready rồi đó. Sẵn sàng rồi đó, sẵn sàng sử dụng rồi đó. Rồi. Đây bây giờ mình sẽ bỏ vào lò vi sóng để hâm nha. Rồi bấm nút cay. Đây 50% thôi là số 3 thôi. Rồi 30 giây á là nó sẽ vừa vừa ẩm. Ghê chưa. Rồi trong khi chờ Nguyệt qua đây lấy thì đấy là có bên cái quầy có nước chấm về tương ớt, nước tương đâu nè. Mình qua bên này thử đi. Đây có những cái chén gọi là ly bằng ly mà dùng một lần á, đũa là muỗng nè ơi. Lấy ra thôi. Dạ. Yeah. Coi chừng nóng nha. Không nấu thì mình để thêm miếng nữa. Bốn đi. Rồi. À bên trong này mình có cái chỗ để rửa tay luôn, quá là hợp lý luôn. Ờ đây một cái bồn thấp là để cho mấy bé nhỏ này. Ở đây thì có thùng rác ở bên này luôn, rồi quá là tiện luôn. Nóng quá trời nóng ơi. nước tương đen, chanh, muối tiêu, ớt sắc, tương ớt, tương cà, quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ vào một khu bên này để mình ăn uống nghe. Cả nhà ơi thì Nguyệt vừa order là cơm gà này cả nhà. Để còn lấy một chút tương ớt. Cơm mà ở đây có chỗ mà có máy hâm lò vi sóng luôn cả nhà, nên Nguyệt hâm lại đồ ăn nó rất là nóng luôn. Còn đây sẽ là trái cây để mình ăn tráng miệng này. Cái phần này sẽ là 30 ngàn một phần. Cơm gà này hình như nãy là 20 mấy ngàn đó. Để cho lại. Này là bánh 32 ngàn. À, cơm gà thì nãy là Nguyệt mua là 32 ngàn. Ngoài ra mình có mua hai trái trứng này là 11 ngàn, thì là 5 ngàn một trứng, có kèm theo là muối tiêu đen và trái tắc này luôn này cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đi ăn ở trong siêu thị Bixi nha. Đây là khu quầy ăn ẩm, quầy ẩm thực, thấy là đồ rất là nhiều đồ luôn. Có gà, nãy là có một con gà mà 99 ngàn thôi mà nó béo ghê á. Đây có bánh mì này, xíu nữa mình sẽ ăn. Thì cả nhà nếu mà có dịp mà mình mua sắm trong đây mà mình có thể mà mình đói thì mình có thể vô trong quầy ẩm thực này mình ăn tối cũng được. Mình bây giờ mình sẽ ăn tối nha. Cơm. Ồ cơm thơm quá. Gạo dẻo lắm luôn á. Đây có tương ớt này, mình sẽ chấm mắt thịt gà cùng với tương ớt. Xin mời quý cô chú anh chị và các bạn là ăn cùng với Nguyệt nha, ăn cơm cùng với Nguyệt và thịt. Cơm gà này cả nhà rất là hấp dẫn luôn, rất là gọi là nóng hổi luôn á. Wow. Mm.
ngon rất là ngon luôn nè. Cơm này này giống như là cơm gà sôi mỡ. Ủa này là giống như nướng á. Nướng luôn rồi hả? Ừ, cái này là nướng nè. Đó là nướng nè. Còn cái chi là mình sẽ chiên nhiều. Tại dưới rồi mà em chiên á thì nó sẽ vàng ư mà. Còn cái này là giống như nướng rồi. Hôm nay trong siêu thị cũng đông quá người ta, nhiều người đi mua sắm lên luôn. Còn rau còn chưa leo rồi cả nhà. Còn rau còn chưa leo luôn nha. Wow, mình ăn gọi là đỡ đơn ngán. Mà cái gà nó có mặn lắm không hay là? Không. Gà rất là thơm nha, và thịt nó rất là chắc luôn anh. Mình thấy là gà ở đây là rất là nhìn rất là tươi và ngon. Với lại gia vị nó cũng rất là đậm đà luôn. Nó không quá gọi là nhưng mà rất là dễ ăn. Nếu gọi là mình ăn trong siêu thị đây là vừa có giá phải chăng như vậy. Với lại đồ ăn khá là ngon. Không biết là ngoài kia rồi không biết bao nhiêu tiền. Đó là 40-50 rồi nhẹ một phần. Nếu mày là một kẻ. Cơm rất là dẻo luôn á. Mấy đồ này cũng được. Vịt được hai cái đồ luôn. Có muối luôn nha. Bây giờ mình sẽ ăn trái cây chấm miệng này cả nhà ơi. Thì nãy là mình ăn cơm gà và có trứng gà nữa. Thì bây giờ người ta ăn xong rồi thì mình sẽ ăn trái cây chấm miệng. Có cái đĩa nhựa này. Trong đây có rất nhiều trái cây luôn. Đây là dưa hấu, đây là thanh long. Có cả ổi, dưa gan. Có cả dưa gan luôn, có một trái dâu nhỏ. Có một nửa trái dâu à, và có một miếng cam. Ngọt lắm nha anh. Mình sẽ ăn trái cây chóng miệng. Chị ăn mà chị nghe hát sinh nhật. Nãy giờ là toàn nghe hát sinh nhật rồi đó. Hát sinh nhật của Go mà. Đây là ngày hôm nay người bà thể là giới thiệu cho cả nhà là một là quầy ẩm thực của siêu thị Go tại thành phố Đà Lạt luôn này cả nhà ơi. Mình thấy là lần đầu tiên người cô trong đây là không nghĩ là trong siêu thị Go của Đà Lạt nó rộng như thế vậy. Với lại đồ ăn ở trong đây là cũng rất đa dạng và phong phú luôn, và cái giá của trong đồ ăn thì nó rất là bình dân này cả nhà. Thì cả nhà nếu mà có dịp thì mình vừa đi trong siêu thị đây mình vừa mua sắm, nếu mà mình đói quá thì mình có thể vô đây khu ẩm thực này, mình có thể chọn những món ăn mình yêu thích rồi mình mua mình ăn. Tại ở đây cũng có là bàn ghế coi khu để mình ăn uống. Thì bây giờ Nguyệt và Thệ là xin phép là dừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
Hiện tại thì ở Đà Lạt, ngay trung tâm Đà Lạt, ngay quảng trường Lâm Phương, Lâm Viên là đang mưa ở ngoài rất là nhiều luôn, rất là to luôn. Dạ, em mùa mưa mà. Nè, cô chú là dời vô trong đây nè. Ở ngoài mưa quá trời luôn. Hay. Là mọi người đang ở tập trung ở phía bên trong và giờ là siêu thị rất là đông luôn. Tại vì bên ngoài là mưa nên là khó mà đi chơi ở ngoài lắm. Nên là vào bên trong này luôn.